Nối tiếp chương trình, chúng ta lắng nghe khúc hát Xuân quê hương với một tiết mục được thể hiện qua giọng hát chèo đàm thắm thiết tha, bài Sắc Xuân quê nhà, lời của Ngô Thị Liễu, nghệ sĩ ưu tú Thu Huyền hát theo điệu Đào Liễu. Vừa rồi là một nét xuân qua bài Sắc Xuân. Và mở đầu cho buổi biểu diễn thứ tư, mời quý vị và các bạn cùng đến với tiết mục Lời ca mừng Đảng mừng Xuân, soạn giả Bùi Văn Nhân viết lời theo điệu Đò Đưa, biểu diễn top 5 nữ thanh ngoan đến từ Lục Nam, Bắc Giang biểu diễn. Đất nước rộn ràng bao niềm vui mới, những chặng đường thắng lợi vẻ vang, vượt muôn ngàn bão tố nguy nan, Đảng vững vàng lái con thuyền cách mạng, muôn lời ca mừng Đảng mừng Xuân. Thank you.
cách mạng đi. Và các bạn, tiết mục Lời ca mừng Đảng mừng Xuân đã mở màn cho buổi biểu diễn thứ tư sáng ngày hôm nay. Mùa vui đã về trên quê mới, lúa mượt đồng phơi phới lên xanh, làng quê như một bức tranh, điệu chèo em hát người anh nơi thao trường. Quê hương bao thay đổi, anh khó biết anh điện lung
giàu. Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Dân ca với thính giả với dân ca. Xin chào quý vị và các bạn. Vậy là sau một tháng, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục thường kỳ Nhịp cầu âm thanh nối thính giả với dân ca. Trong chuyên mục thường kỳ này, chúng tôi xin trích đọc tiếp những vần thơ mà quý vị thính giả gần xa vừa gửi về tặng dân ca cùng một số tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, rất vui cho phòng dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam được đón Thượng tọa Thích Trường Xuân, trụ trì chùa Long Đầu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đến thăm phòng dân ca nhân kỷ niệm 60 năm dân ca. Thượng tọa Thích Trường Xuân có mang theo một bài thơ rất chèo trong chuyên mục dân ca và thính giả và dân ca hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe tâm sự của Thượng tọa Thích Trường Xuân về nghệ thuật chèo và lắng nghe bài thơ của Thượng tọa. Xin Thượng tọa có thể cho biết cái tình cảm của Thượng tọa với nghệ thuật chèo. Dạ vâng, thì các vị cũng biết là sân khấu chèo là một cái sân khấu cổ truyền mang đậm cái nét bản sắc văn hóa của nền nông nghiệp lúa nước. Thế và chúng tôi thì cũng lại ở trong một cái môi trường ở chùa ngày xưa thì gọi là các cái chiếu chèo thì nó được diễn ra ở sân đình, sân chùa rất là nhiều. Thế sau này thì nó có cái điều kiện phát triển thì nó cũng đưa dần lên các cái sân khấu mà nó hiện đại. Thế nhưng cái dù ở cái môi trường nào thì cái kịch hát dân tộc hay là gọi là đặc sắc của chèo thì nó vẫn là một cái mang cái tính chất hồn quê của nền văn hóa nông nghiệp. Thế cho nên ngay từ bé vào những cái buổi trưa cứ tầm 11 giờ đến 11 rưỡi là chúng tôi được nghe cái nhạc hát gọi là dân ca và chèo.
nó cứ thấm đẫm hàng ngày. Ngày xưa thì không có tivi, có đài đóm gì cả, thì thỉnh thoảng được một số các nhà hát về biểu diễn thì cứ phải đi nhận chỗ từ buổi chiều và cứ phải đi xếp gạch rồi giải lá chuối để chiếm chỗ, để làm sao có một cái chỗ thích nhất để được xem các nghệ sĩ. Và cái ước mơ của chúng tôi lúc chưa đi tu ấy, thì chúng tôi cũng rất thích cái về chèo và cũng mơ ước trở thành một người diễn viên. Nhưng sau này thì chúng tôi có cái cơ duyên đi xuất gia, nhưng cái tình cảm với chèo thì chúng tôi luôn luôn gắn bó và chúng tôi luôn luôn yêu thích, bởi vì những cái làn điệu của chèo, thực sự ra cái tiếng hát những cái làn điệu chèo cổ thì chúng tôi thấy nó rất sâu sắc, nó rất thấm đẫm cái ý tứ văn chương mà từ những cái ước lệ đấy. Ví dụ như là rượu đào chữ tay anh đại ơi giót, thế thì cái tay của người nghệ sĩ, người ta không cần phải cái ấm cái chén nhưng mà người ta vẫn thể hiện được một cái tính cách như vậy, cho nên là thấy rất là say sưa. Kính thưa Thượng Tọa, là con được biết là Thượng Tọa là một trong những người hết sức là yêu quý nghệ thuật chèo, trong đó có chương trình hát chèo của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thượng Tọa có thể cho con biết cái cảm xúc của Thượng Tọa khi biết tin 60 năm chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, trong đó có chương trình hát chèo. Chúng tôi thấy là Đài đã kỷ niệm 60 năm của chương trình dân ca, thì như chúng tôi đã nói là cái lúc mà chúng tôi còn sinh ra, lớn lên, những cái phương tiện thông tin đại chúng nó không nhiều như bây giờ. Cho nên cứ buổi trưa mà cứ đi làm đồng về ấy, là bắt đầu nắng ngồi ở lũy tre mà nghe cái tiếng nhạc chèo nổi lên của Đài Tiếng Nói là chúng tôi say mê, mà say mê đến nỗi đến bây giờ chúng tôi vẫn cứ bị ngấm. Cảm giác như là chúng tôi không có thể cái gì thay thế được bằng cái nhạc dân ca đó. Cho nên là chúng tôi cũng có cái bài thơ về các cái làn điệu chèo, chúng tôi cóp nhặt những cái làn điệu đó, tên tiêu đề của cái làn điệu đó vào một cái bài thơ để chúng tôi cũng gọi là chia sẻ là cái tình yêu chèo của chúng tôi với quý vị. Vâng, bây giờ mời Thượng Tọa Thích Trường Xuân đọc bài thơ của mình. Thưa quý vị các bạn, bài thơ thì như Thượng Tọa vừa trình bày rất đặc biệt, đó là đã gắn được rất nhiều tên làn điệu vào bài thơ. Xin mời. Tôi xin đọc cái bài thơ mà tôi cảm tác ạ. Ninh Bình nơi ấy tùng tùng sắp hội diễn chèo, Ninh Bình nơi ấy ai theo đi về, tích chèo xem mãi vẫn mê, điệu chèo ai hát mà nghe sao lòng. Trong rừng vọng tiếng thu không, dương xuân con bướm bay vòng cành hoa. Tưởng vọng tiếng hát quê nhà, hồi văn chức cẩm mặn mà vấn vương. Vị thủy gặp khúc sông thương, thấy con chim thước đường trường nó bay. Ba than chưa hết đắng cay, năm cung duyên phận xưa nay trong rừng. Du xuân con nhện răng mùng, dỉ vong sao nó lão lùng thảm thê. Quạt màn đào liễu đi về, tình thư hạ vị đam mê trần tình. Vãn theo du kệ lệch tranh, bắt đò nên phải dậm chân xuông hời. Quá giang bình thảo ai ơi, lưới nơ cấm giá đầy vơi cho chàng. Cung đàn nhịp phách đa mang, hội vui đã mở xốn sang tình chèo. Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thượng Tọa Thích Trường Xuân. Xin chúc Thượng Tọa luôn mạnh khỏe, độ trì cho chúng sinh, và cũng kính mong Thượng Tọa là luôn luôn quan tâm và yêu mến chương trình hát chèo của Đài Tiếng Việt Nam. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát chèo Nhớ Về Trường Cũ Phụng Châu do Thượng Tọa Thích Trường Xuân soạn lời và nghệ sĩ ưu tú Minh Phương thể hiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
truyền thông kỳ quan rõ ràng. Phùng Châu giờ đã khang trang, 50 năm đó vẻ vang mái trường. Cô thầy thân thương y mang trí tuệ soi đường, giúp chúng em qua đêm trường. Chúng ta vừa nghe chuyên mục Dân ca với thính giả với dân ca. Chương trình này do biên tập viên Mai Văn Lạng biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái chào, tạm biệt. Dịu dàng hương bưởi xa bay, tưởng chừng thơm cả những ngày đã qua. Trọn tình vẹn nghĩa đôi ta, chung câu ước hẹn mặn mà ngày xưa. Em hiểu tình anh nỗi niềm chan chưa, đôi lứa mình đã vẹn trầu cau. Tình em chung thủy trước sau, con sào mặt nước nông sâu chuyến đò. Thương ai em đợi
niềm hạnh phúc là mình đây.
tiền tính đi tàu dân đầy. Các cháu hát rất hay mà múa cũng rất đẹp. Chúng cháu chào ông ạ. Ông chào các cháu. Trưởng ta có chuyện gì mà tưng bừng vậy? Ông ơi, chúng cháu đang tập văn nghệ để tham dự hội thi tiếng hát dân ca Ngày hội văn hóa của Thái Bình ta, dạy cho học sinh phổ thông trong toàn tỉnh. À, ra là vậy. Nét đẹp văn hóa của cha ông thuở trước này lớp lớp cháu con gìn giữ phát huy. Dòng máu tiên rồng mãi mãi được khắc ghi trong một làn điệu chèo, một câu ca điệu ví. Nào các cháu, các cháu hãy cất cao lời ca, giới thiệu về mình để bạn bè gần xa cùng biết. Chúng cháu là học sinh trường Trung học cơ sở Tân Hòa, một ngôi trường có bề dày truyền thống trên mảnh đất Phú Thứ hào hùng và sôi động, dệt gấm theo hoa tô thắm cuốn sổ vàng, nâng niu lật mở từng trang Vũ Thư thắm đẹp muôn vàn bức tranh. Nào, chúng hãy nổi lên, nhạc hãy cất lên, tha thiết điệu chèo miền quê văn hiến. Anh yêu.
gặp mùa trái chín nên đi duyên xuân quê hương dẫn đầy trái chín lý ngọt mì thơm đã bao mùa theo trên đất quê nhà ngập ngào trong trận vang xa đến muôn đời đời sau chân trời không đâu sánh được bằng nơi quê nhà, thương dòng sông nặng hồ xa ngàn đời vun đắp nuôi ta lớn dần. Có bàn tay thank you.
đượm phù sa đất. Em
lên đường ra biên giới. Đã mấy mùa vải ngọt nhãn thơm, anh ra đi với tấm lòng son, tay chắc súng giữ gìn đất nước. Ở nơi xa anh có biết viết thư em gửi đôi dòng, gửi người chiến sĩ biên phòng Minh Thư. Anh đi mỗi bước dặm trường ấy. Em ơi, khó khăn anh vẫn coi thường, gian nan dù gió núi nghi mưa nghi ngàn vẫn vả. Tuổi xuân mới một mị lòng theo quý đàn, tháng ngày đâu quan trọn mùa xuân biên giới. Súng chắc trong tay anh canh giữ đất trời, màn hoa lá lộc trôi lên xanh biếc. Mùa xuân tươi đẹp cho em hát, ơn đảng ơn bác Hồ, ơn nghĩ đảng bác Hồ an lắm. Xuân đẹp mỹ thời, sắc mỹ cờ tươi thắm, mỹ đồng lúa biên màu xanh sinh sôi, góp công bao người cùng đôi ta đôi, sát đi cánh chung người phải dựng xây gìn giữ đất trời. Mùa xuân hạnh phúc mỹ là vừa
Vừa rồi là bài Gửi người chiến sĩ biên phòng, soạn giả Minh Tuệ soạn lời, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài và nghệ sĩ ưu tú Duy Thường trình bày theo điệu Quân tử vũ. Bâng khuâng theo nắng xuân về, thoảng bay hương bưởi tình quê dịu dàng. Mái chèo khuôn nước nhịp nhàng, đò sang lỡ chuyến, người sang ngày ngần. Mượn tình hương bưởi làm thân y, gió đưa tiếng hát bỗng trầm bay nghĩ xa nghĩ. Thương nhớ thiết tha nghi, dịu ý giang nghi, gió đưa hương bưởi ý nghi nghi ơi, ơi nghi 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 nơi nghi quê nhà, thơm ngát muôn hoa nghi ngát ngào nghi đang ngát tí hương. Gửi tình nghi thương nghi trong gió trong lá thư anh viết, anh gửi nghi về nghi nghi nghi. Chẳng nghĩ quê nghĩ nhà nghĩ dầm trường cách trở nghĩ ý nghĩ nghĩ ơi, hoa vẫn tươi nghĩ vẫn đi tươi nghĩ như tình đời thắm nét mùi cười trao lời hương bưởi dịu êm. Nắng nghỉ thêm mi nỗi nhớ dù gió mưa anh vẫn thủy chung một tí lòng mì chung nghe, cùng nghe chung nghe, nhìn
Thưa quý vị và các bạn, trong đêm chung kết cuộc thi Tài năng nghệ thuật trẻ tỉnh Thái Bình lần thứ 2 năm 2018, em Lê Quang Vinh, trường tiểu học Trần Lãm, thành phố Thái Bình đã thể hiện xuất sắc tài năng nghệ thuật chèo qua trích đoạn Nghinh Hương Quán trong vở chèo cổ Lưu Bình Dương Lễ và nhận được sự đánh giá cao từ hội đồng nghệ thuật cũng như các khán giả tại cuộc thi và qua đó giành giải quán quân Tài năng nghệ thuật trẻ tỉnh Thái Bình năm 2018. Trong chương trình ca nhạc Mừng Đảng Mừng Xuân ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với trích đoạn Nghinh Hương Quán qua phần thể hiện của Lê Quang Vinh. Tưởng đâu lạc trốn đào ngũ
bùn ba bể bắc trời đông. Hey!
nồng ấm yêu thương người xa làng, luôn nhớ y, luôn nhớ quê hương. Người ước lễ xa làng luôn nhớ quê hương, nhớ cây đa đền, nhớ cổng làng, mái đình, nhà bia tưởng niệm, những địa danh đã làm nên tên đất tên làng, tự hào biết bao trang sử vàng sáng chói. 71 liệt sĩ, năm bà mẹ Việt Nam anh hùng đã tạc nên dáng đứng quê hương vui bước đi thời nghỉ trường. Diêu diết anh em thơ vui bước đi thời nghỉ trường, sống giữa tình thương giao y lương đoàn kết trên kính dưới nhường, mỹ tục khả phong vun nỉ chồng cây đức đi cây đức sáng đi trong đi 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 đi. Chúng mò đi thương y đồng y người dân ước lễ quê ta, chúng mò đi thương y đồng y người ở khi nhớ về biết mấy yêu thương. Liễu xanh soi bóng Hồ Gươm, tóc ai bay giữa phố phường mộng sâm cầm thấp thoáng Tây Hồ cùng đàn ai rào bên bờ thiền quang, mái chèo khu nước mênh mang đò đưa một khúc sốt quan.
ánh trăng như níu màn thuyền, như gợi lại chuyện rùa thiêng thuở trước. Cha ông ta đã có công dựng nước, vạn đại thiên thu con cháu bước theo sau. Lấy câu nhân nghĩa làm đầu, hiếu chung hai chữ cùng nhau săn mình. Còn nhớ buổi bình minh rộng nước, thuở sông bay vua sang tôi hiền, tiếng hát tiếng cười rộn ra bốn phương, mỗi tên phố tên đường đều gợi lên mỗi tên phố tên đường gợi lên bao kỳ tích, đều gợi lên hào khí Thăng Long, gợi nhớ tổ tiên con hồng cháu lạc. Đi giữa trời thu bỗng ngân vang câu hát, khúc hát du tươi mát một vùng trời. Phồn hoa thứ nhất Long Thành, phố xăng mắc cười ở đường quanh bàn cờ. Người về nhớ cảnh ngần nơ, bút hoa xin chép ở vần thơ. Ôi, những câu hát du mang nặng hồn dân tộc, còn gì quý hơn độc lập tự do. Biết yêu chuộc văn chương trân trọng những vần thơ, biết tiếc thời gian từng giờ vàng ngọc. Thế nước vững bền lấy dân làm gốc, cho gian sơn gấm vóc bền toàn. Mơ ai chờ ai đợi, hoa sữa vẫn dịu dàng gợi bao ý nhạc hồn thơ. Ba đình thu lồng lộng bóng sao cờ, trong lăng bác giờ này đang ngủ. Hỡi đàn chim đang ríu ran bên vườn cây nhà bác, hãy nhẹ nhàng bay cho người yên giấc chim ơi. Cánh sen tàn cúc lại vàng tươi, vẫn ướt giọt sương nhớ ngày đưa tiễn bác. Đâu suối Lenin, đâu núi Mác, đâu những ngày cháo bè măng tre. Thương nhớ trăm bề bác ơi, mỗi mùa trăng lòng con thương nhớ trăm bề. Tự do, tự do độc lập ơi, ơi à để lời đường bác ơi trao. Sáng lên trong mỗi tâm hồn bác ơi đường bác ơi trao. Sáng lên trong mỗi tâm hồn trao vẫn tươi xanh bát ngát như ngọc hà thắm đẹp mỗi mùa hoa. Vườn bách thảo vẫn rộn tiếng chim ca, Tết Nguyên Tiêu thơ rộn vang sân Thái Miếu. Cốm làng vòng vẫn thơm vẫn dẻo, đường
nguyễn du hoa xưa vẫn ngạt ngào, dưới nắng vàng nỗi nhớ cũng xôn xao, một chút lá bay cũng giạt rào thương nhớ. Khéo này nghĩ này cũng nghĩ đàn nỉ lời ai du nghe thiết tha vòng cùng câu hát bay xa, có dáng đứng ông cha mang tầm thời đại, có Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, có Hồ Gươm tháp bút, có Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, Hưng Đạo Vương diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng, vẫn còn đây Hà Nội mùa đông năm 46, đoàn vệ quốc quân thà chết không lui. Và vẫn còn đây lửa đỏ rực trời, 12 ngày đêm cả nước cùng thủ đô vào trận. Ta đã lớn lên rồi trong mưa bom bão đạn, lửa hận thù rụng bước trong tim. Đảng bác ta con mắt rộng tầm nhìn, đường đổi mới một niềm tin son sắt. Một dải non sông khoảng trời xanh biếc, mặt nước xanh Tây Hồ. Ai dệt những vần thơ Hà Nội đó, anh sao ngờ bay phấp phới. Đường rộng mở thênh thang bước tới, nghìn năm xưa ông cha đã mở lối ta đi. Ta nghe trong tiếng gió thầm thì, tiếng đất, tiếng người, thiên thu vọng lại. Sông Hồng ơi, hôm nay chiều cuối bãi, thuyền ngược xuôi cho ngô lúa gieo vui. Hào khí Thăng Long lồng lộng bốn phương trời, tiếng hát vút cao, cây đời xanh mãi. Trống ơi trống, gió đẹp thì mãi. Dịu lòng non nước
rộng mở khúc ca trên non ngàn lời chào mừng ơi gửi đóa hoa rừng bao cảm nghĩ thân thương đi nơi phố rồi là bài Nhớ về Hà Nội thân thương, soạn giả Trần Côn soạn lời do hai nghệ sĩ ưu tú Hồng Ngát và Khắc Tư trình bày theo điệu Ngâm Sổng và Tình Thư Hạ Vị. Yeah.
đầy vơi ấm áp tình quê bài ca nét nhạc. Em ơi bên nhau cùng bước lên, đường sinh tôi già nó xấu xí
nó cũ kỹ như thế. Thế này để ông quan tranh lành, ông ấy đòi tôi vào hầu, cho nên tôi phải về mua tranh tang tính tình, mua nước ngà mắm. Mua một ghép chứ? Mua nước mắm để làm gì? Để gội đầu cho thơm, bước chân ra đi lấy chồng. Chiêu vua già cấm còn gái quá không được đi lấy chồng. Trở ra về sắm xanh tiền nhà ơi, để đến sân mi rồng tôi kêu lạy đức vua bể con gái quá tôi còn nhiều, lạy đức vua bể con gái quá tôi còn. Con tôi quá là quá khỏe, giúp một lòng trong một dạ để thờ chồng nuôi dai. Nuôi dai là nuôi con dai. Thì nếu mà nhà vua cấm đoán như thế này thì mẹ con tôi đứt quang lấy đòn gánh giữa đường giữa chợ, mẹ con tôi chết. Ấy nở lòng nào nhà vua cấm thế, ơi à, để tôi biết đi kêu cửa nào có ai lên cho tôi gửi lạy quan Nam Mã Tào, có ai lên cho tôi gửi lạy quan Nam cùng thưởng thức bài Em hát du anh, lời của soạn giả Phạm Vấn do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát cùng tốp nữ trình bày. Thoang thoảng thấy hương bồng về nhà ấy.
trong đầy cây trái sung rễ đẹp nhà đẹp xóm đẹp đất trời quê. Thank you.
vượt mây đỉnh đèo vực sâu dốc thầm vành đá treo leo một thời chiến tranh Audio Jungle.